Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Tí Long. Hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn kỹ thuật giật trái tay xoáy lên dựa theo nguyên lý của kỹ thuật tấm rờ bẹp. Hôm nay tôi sẽ trình bày thật kỹ 6 phần của kỹ thuật. Tương tự như những cái kỹ thuật mà tôi đã hướng dẫn, thì ở kỹ thuật giật trái tay này, tôi vẫn bắt đầu bằng cái phần quan trọng nhất là bắt đầu từ chân và tư thế đứng. Điều đầu tiên thì cái tư thế đứng, cái vị trí đứng của chúng ta khi giật trái tay, thì các bạn nhớ là chia bàn ra làm 3 phần. Thì chúng ta sẽ đứng ở một phần bên phía tay trái, còn hai phần còn lại chúng ta sẽ dành cho phần tay. Lúc này cái tư thế chuẩn bị thì chúng ta sẽ hướng về cái đường chéo, là cái vị trí mà đối thủ thường hay đứng giao bóng tấn công, và vị trí thủ của đối thủ đối diện với đối thủ. Thì khi này là bạn sẽ thấy là chân chúng ta, chân trái vẫn cao hơn chân phải, chân phải vẫn thấp hơn chân trái là của bạn chân. Bạn lưu ý là khi chúng ta giật thì chân chúng ta phải đứng rộng hơn là khi chúng ta đánh đều, và cái đầu gối chúng ta phải khuỵu gập nhiều hơn, và lưng chúng ta tạo thành một góc 45 độ so với cái mặt bàn đây. Rồi điều quan trọng nữa là các bạn phải chú ý là luôn luôn nhón gót chân lên để trọng tâm chúng ta luôn luôn dồn về mũi chân và nửa bàn chân trước, để lúc nào cái trọng tâm của chúng ta vẫn hướng về phía trước là chúng ta không bị mất thăng bằng. Nếu chúng ta đứng bằng gót thì chúng ta đánh là rất dễ bị mất thăng bằng. Rồi cái phần quan trọng nhất thì chúng ta bắt đầu từ chân. Thì các bạn nhớ là khi giật trái chúng ta sẽ chuyển trọng tâm, hay còn gọi là chuyển trọng lượng, dồn hết toàn bộ mặt mình có bao nhiêu kg thì mình sẽ chuyển từ chân trái sang chân phải. Cái này mình gọi là chuyển trọng tâm hay là chuyển lực. Mình sẽ ngược lại so với cái bên phải. Thì khi mình chuyển lực từ chân xong thì bắt đầu mình phải xoay hông. Giống như cái cú đấm rờ bè đấy, thì các bạn làm dùng ấy. Đấm rờ bè là bằng cánh tay xoay hông, đấm bằng cánh tay. Thì cú giật trái các bạn lưu ý là khi mình mới tập, mình vẫn như vậy. Mình phải cần phải tập lực trước, mình lực mình ra tốt thì mình mới bắt đầu tiếp theo là mình tập đến cổ tay, mình tập tạo xoáy, vì cổ tay là nơi là tạo ra xoáy. Và sau đó xoáy và tiếp theo là xoáy điểm trên, thì cổ tay các bạn hình dung giống như là vì cái cổ của xe máy á, mình phải lồng thì mình mới rẽ hướng được. Thì cái cổ tay là phần nâng cao khi chúng ta đã làm quen mình dần phần cánh tay tốt rồi. Thì lúc này là các bạn chuyển trọng tâm, xoay hông, và điều quan trọng nha, cú ra thì các bạn nhớ là cú chỏ mình vẫn quan trọng, là mình giữ cái khoảng cách, giữ cú chỏ, giữ khoảng cách tương đối so với cơ thể, chứ mình không có thở rộng quá, không treo lên thì nó ở cái cú là flick chạy tay rồi, mình cũng không kẹp sát quá, dạ. Thì mình quýnh nó là không có lực. Lưu ý là cú chỏ mình đẩy thật tự nhiên thoải mái nha. Cái phần bắp tay và cái phần vai thì mình không sử dụng nhiều nha. Chuyển trọng tâm, xoay hông, cặp tay, nhớ là chuyển cái lực đứng qua rồi mới đánh nha. Mình phải chuyển qua sau này mới đánh nha. Tay mình á là nó là cái phản xạ tự nhiên
là khi gặp bóng sang, mình rất là hay bị là khi thấy bóng là tay mình hay bị đau đó. Thì đó là cái phản xạ tự nhiên của con người, giống như là khi mình đi xe máy ngoài đường gặp một cái tình huống bất ngờ đó, thường là bóp cái tay bóp thẳng trước không, chứ thường là ít đạp chân trước. Nên để mà cái để mà về lâu dài á, thì các bạn cố gắng là gì, tập đi đầu tiên cứ tập chân cho nó quen đi, thì sau này các bạn nâng cao rất là dễ. Khi các bạn tập thực hiện kỹ thuật giật đều trái tay, các bạn nên dùng một lực vừa phải, chủ yếu làm sao chúng ta phối hợp đồng bộ, chuyển lực chân, hông và gạt cẳng tay, làm sao giật được càng nhiều càng tốt. Rồi ở cái phần tiếp theo á, là cái phần tiếp xúc bóng, là điều đầu tiên trên trái bóng ha, chúng ta là tiếp xúc là ở nửa trên của cái quả bóng nha. Nửa trên của quả bóng thì nó giống như là ở cái động tác giật phải thuận tay á, thì giật xoáy lên thì chúng ta nguyên lý tiếp xúc bóng chúng ta giống nhau, là giật ở nửa trên và ở điểm 2 giờ như là đồng hồ kim nha. Thì rồi cái thứ hai là ở trên mặt vợt á, thì các bạn lưu ý là mình chia vợt ra làm đôi nha. Thì mình cũng vậy, là mình vẫn tiếp xúc là ở nửa trên của cái mặt vợt ha. Thì nguyên tắc thì nó giống nhau, lúc nào cũng vậy, là càng gần đầu vợt thì lực càng mạnh nhất, càng xoáy nhất nha. Thì đây là hai điểm trên đầu vợt và trên bóng. Thì mới quen thì mình cũng vậy, các bạn là đầu tiên mình chạm bóng 90 độ trước ha, mặt vợt mình so với góc mặt vợt so với mặt bàn 90, rồi từ từ mình quen dần 80, 70, 60, rồi khi đó mình đạt cái độ nhuần nhuyễn rồi đó, thì mình tăng lên là ép góc 45 độ ha, thì mình lăn bóng, thì lúc này là bóng mình tạo được đó là vòng cung thấp và không tốc độ vọt xoáy nhanh nha. Không. Khi đã quen với thao tác kỹ thuật, các bạn có thể tập phát lực là tăng gia tốc vận tốc khi tiếp xúc bóng, thì lúc đó các bạn nhớ sử dụng lực siết của hông, eo và lực bóp tay cùng một lúc. Rồi có cái phần mà quan trọng nữa thì anh em là hỏi tôi là khi tôi đánh bóng thì cảm giác các ngón tay tôi như thế nào, cái ngón cái mình đưa lên cao hay mình đưa thấp, mình cầm tay như thế nào, thì hôm nay tôi sẽ nói, tôi hướng dẫn các bạn luôn nha. Thì các bạn thấy như là có một số cao thủ á, họ để cái ngón cái hướng lên vậy, thì cái mục đích để làm cái gì, cái ưu điểm của cái ngón tay này làm cái gì, thực chất là gì? Họ khi họ chạm bóng, cái ngón cái họ tạo lực nè, họ đè vào cái mặt vợt ha. Rồi cái cùng lúc là hai ngón nè, thì mình sử dụng nha, các bạn hình dung nè, ngón trỏ mình xuống, ngón cái mình lên đây, thì khi đó mình đè được cái mặt vợt ha, mình lúc đó mình lăn trên cái quả bóng ha, thì lúc đó là vô tình mình đã tạo được cái vòng lúp, vòng cung cho cái quả bóng, độ vòng cung an toàn cho quỹ đạo cái quả bóng là nó vào bàn. Thì nó giống như cái gì, cái bằng nắp chai như các bạn thấy đây ha. Đây giật bóng trái tay, chúng ta cần có một không gian để chúng ta thực hiện gì, toàn bộ cơ thể vào một cái cú đánh. Thì khi đó là vị trí các bạn đứng phải xa hơn mặt bàn, không xa hơn khi mà so với chúng ta là đánh đều trái tay ha, thì thường là chúng ta đứng ở cự ly trung bình là từ nửa mét đến một mét. Nếu các bạn là chưa quen, các bạn có thể đứng xa thêm nữa để mình có nhiều thời gian hơn. Và cái điều quan trọng là gì, các bạn đánh ở đâu khi trái bóng sang, đánh thời điểm nào khi trái bóng sang, mình chia ra theo em á, đánh số cho nhanh, là chạm bàn là số 1, vừa nãy lên số 2, lên cao nhất số 3, hơi rớt xuống số 4 và rớt thấp hơn mặt bàn số 5, tùy theo khả năng của mình nha. Nhưng mà cái mà thời điểm vàng cho bóng vàng luôn luôn là thời điểm trên cao nhất, trên đỉnh cao của cái vòng cung, trên đỉnh 3 là bôi. Thì lúc đó là gì,
Và cái thứ hai nữa là gì, các bạn phải đánh làm sao cái khoảng cách của trái bóng nó so với người thì nó phải ở đầu bạn. Thì khi mình thực hiện cái động tác mình sẽ quýnh trái banh ở đây thì nó phải cách mình một cẳng tay và thêm một cây vợt, thì ít nhiều thì nó phải từ 30 cm, đánh cách bóng đó, đánh xa người khoảng 30 cm. Còn thường á, các bạn là gì, đánh là có nhiều khi mình chờ bóng á, mình nghĩ á, mình chờ bóng mình đánh cho nó an toàn hơn á, là dễ đi sát người, mà cái trái tay là nó khó tập luyện, là do là gì, cái thời điểm á, khi mình chờ sát người quá như vậy thì lực mình nó không có thoát ra được. Thì các bạn thấy nè, khi đánh là cái lực nó còn nằm ở cái vai mình á, thì mình dễ dẫn đến là gồng vai, cái banh nó không thiếu lực, nó dễ rớt lưới, hoặc là thấy bị thiếu lực đó, cái bắt đầu mình quăng hết cánh tay ra, thì lúc này là các bạn thấy mình đang đánh là cái vai, thì do nguyên nhân là do cái thời điểm mình làm mình dễ bị đánh bằng cái vai. Rồi một cái điều mà quan trọng nữa là sau khi chúng ta tập dựng kỹ thuật trái tay này thì chúng ta ứng dụng nó vào thi đấu ra sao, mà tại sao chúng ta lại không ứng dụng được ha? Thì các bạn lưu ý rằng là gì, khi mình ứng dụng trong thi đấu thì gì, các bạn phải có đôi chân, các bạn phải biết di chuyển, chọn vị trí đúng ha. Thì cũng giống như là cái phần hướng dẫn trước đã hướng dẫn các bạn là kỹ thuật dịch phần tay, thì khi giao bóng xong thì các bạn lưu ý là các bạn phải vào cái vị trí chuẩn bị cho tốt ha. Rồi bắt đầu là gì, cái thứ hai là gì, các bạn hay bị mắc lỗi á, là thường mình thuận tay trước là dựng trái tay, nên khi mình giao xong trong cái tư tưởng mình hay có cái chuẩn bị là gì, mình nghiêng cái người sẵn sang bên phải rồi hoặc là trước đó là bạn đã tập né dần rồi, thì nó tạo thành một cái thói quen không, khi mình nghiêng qua đây, nghiêng qua phải mình chuẩn bị, bắt đầu đối thủ đưa qua bên đây, thì lúc đó cái tư thế mình xoay về nó bị chậm mất nhiều, nó không kịp nha. Thì các bạn lưu ý là tại vì khi mình giao xong, giao bóng xong thì mình vào tư thế chuẩn bị là